Xin chào các bác, hôm nay thì cả kênh đồ cũ mang tới cho các bác 6 mẫu đồng hồ xưa chính hãng của các thương hiệu tới từ Liên Xô, Thụy Sĩ và Nhật Bản. Các bác ơi, các bác mới lần đầu biết đến kênh thì các bác hãy vui lòng là lên YouTube tìm kênh đồ cũ và ấn đăng ký, nút đăng ký màu đỏ kèm biểu tượng quả chuông bên cạnh để có thể cập nhật được những cái video, những mẫu đồng hồ mới nhất mà cửa hàng kênh đồ cũ giới thiệu. Hôm nay ở đây thì em có 6 mẫu và trong quá trình theo dõi các bác yêu thích mẫu nào thì hãy vui lòng nhớ mã giùm em. Hôm nay là thứ tư ngày 23 tháng 10 này. Rồi, mẫu đầu tiên. Một mẫu đồng hồ Obeda chạy máy cơ lên dây. Như các bác có thể thấy thì mẫu này có cái nền màu xanh, các họa tiết hoa văn của nó nhìn rất là độc đáo và lạ mắt. Chỉ số học trò kim rốn, vị trí 6 giờ đây ạ. Nhìn rất là lạ mắt luôn. Đây là mặt sau. Vỏ ngoài của đồng hồ thì còn trong tình trạng rất là tốt, có một vài cái vết tích không đáng kể. Kính mica, đây là phần kính nguyên bản của đồng hồ các bác nhé. Kính này nó rất là bền, để các bác có thể thấy là trong qua rất là nhiều năm tháng thì phần kính vẫn còn trong tình trạng gần như là nguyên vẹn. Mẫu này thì thích hợp cho các bác mà yêu thích sưu tầm, yêu thích các dòng đồng hồ xưa. Các mẫu này thì đều đã qua sử dụng rất là lâu năm rồi, nên là những cái gioăng của nó cũng không còn được như cũ nữa. Nên là các bác vui lòng là khi mà sử dụng đồng hồ cơ cũ, các bác hãy tránh nước dùm em các bác nhé. Để em sẽ kiểm tra size mặt của chiếc Obeda này, xem size của nó là bao nhiêu. Size ngang nhá, size 34, rồi size dọc thế này, size dọc là 42 luôn các bác này, size dọc là 42. Đấy, thì nó sẽ giúp cho cái mặt trở nên rất là lớn, các bác có cổ tay khoảng 20 vẫn đeo được. Đồng hồ đã được lau dầu về thì các bác chỉ được đeo thôi. Cái dây này em thấy nó rất là hợp với chiếc đồng hồ này, dây xanh, vân của dây rất là đẹp. Chiếc này có mã là P20, giá là 800.000 đồng. Giá này thì đã được bao ship và bảo hành 1 năm rồi các bác nhé. Tiếp theo là một chiếc Paqueta. Chiếc này thì cái phần mặt rất là lớn bởi vì nó sở hữu là phần cái lịch vạn niên. Lịch vạn niên từ năm 1992 cho tới năm 2012 này. Tức thời điểm cái này ra đời năm 1992. Có lịch ngày thứ hai núm điều chỉnh đây, núm dưới là điều chỉnh phần lịch ở trên. Đây, khi mà em xoay núm là cái phía trên và phía dưới của nó sẽ di chuyển này. Còn để lên dây cót cho đồng hồ thì các bác sẽ dùng cái núm này. Phần mặt này rất là lớn các bác nhé. Thì cận niên thì thường size mặt của nó rất là lớn, size 40 luôn các bác này, size 40. Và phần mặt được trải tia rất là đẹp. Mặt của chiếc này là mặt nâu, nâu cà phê, nâu cà phê ánh vàng. Tất cả các chi tiết là còn nguyên zin nguyên bản hết. Vỏ ngoài của đồng hồ đây, phần dây này cũng là cái dây đẹp đấy các bác nhé, không phải dây nguyên bản nhưng mà cũng là dây đẹp. Chiếc này được bán với giá là 1.1 triệu. 1.1 triệu bao ship bảo hành 1 năm, mã P62. Kính mica. Các bác cổ tay lớn đeo chiếc này cũng đẹp. Size từ 20 trở xuống, cổ tay các bác từ 20 trở xuống là đeo đẹp. Các bác cần xem hình máy chi tiết thì hãy nhắn về Zalo 0936050424 của cửa hàng Kiên các bác nhé. Em có một chiếc Orient của Nhật.
Chiếc này kính mà nó cũng là kính xưa đây. Cái kính nó ở dạng cắt lát này, các góc cạnh với nhau. Mặt vàng. Em này thì có dạ quang. Chiếc này thì mã OR11. Và bây giờ em sẽ mở máy để các bác cùng xem này. Phần máy bên trong của OR11 đây, em vừa mở máy để các bác có thể quan sát được chi tiết và trực quan nhất cái phần máy này. Orient nguyên bản 21 chân kính này. Đây thì này có cái dòng chữ Japan Nhật Bản này. Máy vừa trong tình trạng hoạt động tốt và đã được lau dầu các bác nhé. OR11 thì em sẽ kiểm tra cái size mặt này. Rồi size 35 các bác ạ, size mặt 35. Các bác cổ tay từ 18 trở xuống là đeo vừa chiếc này. Các bác thích các dòng Thụy Sĩ xưa thì ở đây em có một chiếc Pronto đây. Chiếc Pronto này thì nó là một cái dòng Thụy Sĩ rất là lâu đời, lâu năm của Thụy Sĩ rồi. Cái này các bác cứ lên dây đồng hồ chạy đấy các bác nhé. Chiếc này thì chạy trên nền máy cơ 17 chân kính, và mặt của nó thì thiết kế là mặt bát úp kính mica, tạo cái kiểu dáng rất là cổ điển. Rồi để em xem cái size 34 các bác nhé. Bây giờ em sẽ đi vào cái chi tiết máy này. Rồi các bác cùng xem phần máy bên trong của chiếc này, chiếc Pronto mã PR06 này. Nó có một cái nắp đậy, cái vung đậy ở cái phần máy này. Rồi máy trắng rất là đẹp các bác nhé, máy ETA 2750 này. Ở cái góc này các bác có thể quan sát thấy cái số hiệu của máy này, 2750, máy ETA Thụy Sĩ 17 chân kính này. Chữ thì nó khắc ở đây nó khắc nhỏ quá, chỉ các bác cùng xem. 17 chân kính này, Thụy Sĩ này. Đấy. Chữ nó nhỏ vậy thôi. Chiếc này thì đang bán với giá là 1,1 triệu, mã PR06 Pronto Thụy Sĩ. Rất là giá rất là dễ chịu để các bác có thể sở hữu được một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ cơ. Rồi các bác cùng xem cái phần mặt, phần nắp của nó này. Đó, mặt sau nó cũng khác luôn này, mắt cái nắp rất là đẹp luôn. Cùng xem lại PR06 trước khi em chuyển sang mẫu khác nhé. Vỏ lốc kính mica, mặt bát úp, size 34, phù hợp với các bác cổ tay từ 17 trở xuống. Máy nguyên bản rất là đẹp. Tiếp tục với một mẫu của đồng hồ Sinex. Phần mặt sau của chiếc này cũng rất là đẹp này, Sinex. Sinex cái dòng này các bác rất là quen rồi. Chiếc này thì mặt của nó mang rất là nhiều cái dấu vết thời gian, tạo cảm giác mặt rất là xưa. Chỉ số là gạo khối. Để em xem cái kích thước mặt xem. Rồi chiếc này size mặt 36 các bác nhé. Size mặt cũng khá là lớn này. Bác có cổ tay từ 18 trở xuống là đeo chiếc này đẹp. Đồng hồ cũng chạy máy cơ lên dây. Vỏ lốc kính mica. Phần máy đây các bác nhé, máy trắng này. Máy trắng 17 chân kính Thụy Sĩ này. Chiếc này thì giá là 1 triệu. 1 triệu cho chiếc Sinex này, mã C96 các bác nhé. Rồi các bác cùng theo dõi lại chiếc C96 giá 1 triệu của Thụy Sĩ Sinex này.
Kết thúc video ngày hôm nay là một mẫu đồng hồ Seiko 5. Mẫu này thì có mã là C92, có giá 990.000. Đây là một chiếc Seiko với mặt đen, máy cơ tự động. Vỏ núm máy các chi tiết là còn nguyên bản. Chiếc này thì phần vỏ ngoài của nó không có điều gì đáng chê trách cả. Kính là kính cứng. Phần mặt thì trên mặt nó có vài cái vết thôi. Có một vài cái vết thôi, không đáng kể. Size 37,5 các bác nhé. Size 37,5 có lịch ngày thứ và cái này là lịch của nó là không nhầm là lịch bấm, đúng rồi, lịch bấm luôn các bác nhé. Dây đây, dây đờ mi. Bây giờ em sẽ đi vào chi tiết máy. Đây máy và đồng hồ đây. Cái này ấy thì cái phần quả đào. Quả đào này thì nó lại hơi có một cái vết ở đây. Đó, còn ngoài ra thì phần máy trong tình trạng tốt, đã lau dầu và vẫn hoạt động ổn định. Thì chiếc này cửa hàng bán với giá là 990.000. Đây, cái điều em vừa giới thiệu là cái điểm trừ duy nhất của mẫu Seiko này. Còn lại thì đây là một mẫu Seiko nguyên bản. Máy Nhật chính hãng. Rất là giá rất là dễ chịu để bác có thể sở hữu được một chiếc Seiko size mà báo là như size 37,5 S92 giá 990.000, lịch bấm hai ngôn ngữ. Tôi cảm ơn các bác đã theo dõi video của cửa hàng Kiên Đồ Cũ. Ngoài kinh doanh về lĩnh vực đồng hồ thì cửa hàng Kiên còn kinh doanh về xe đạp thể thao, xe đạp địa hình. Các bác hãy lên YouTube, Google tìm Kiên xe đạp hoặc là kết bạn với số Zalo là 0975 709 943 để có thể lựa được cho mình những chiếc xe đạp yêu thích. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.